Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự tối nay, ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Vận tải hành khách đường bộ và vận tải hàng không chính thức hoạt động trở lại tại Hải Phòng sau khi các quy định về giãn cách xã hội được nới lỏng. Tuy nhiên, tần suất khai thác và các điều kiện về phòng dịch vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào thành phố đã dừng hoạt động từ 0 giờ rạng sáng nay. Giao thông đi lại giữa Hải Phòng và các địa phương khác đã thông suốt trở lại. Nhiều công trình dự án trọng điểm của thành phố đã sẵn sàng đi vào hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng trừ sinh vật hại trên lúa vụ xuân và thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương. Vụ lúa xuân năm nay, toàn thành phố đã gieo cấy gần 29.000 ha, đạt hơn 90% kế hoạch. Trong đó chủ yếu là các giống lúa lai khoảng 8.800 ha, giống lúa thơm, lúa thuần chất lượng khoảng 12.000 ha, còn lại là các loại lúa khác. Điều kiện thời tiết đầu vụ lúa xuân khá thuận lợi, đất làm ải tốt, đầy đủ nước. Các địa phương gieo cấy khá tập trung, đúng thời vụ. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn làm đồng, một số diện tích đã trổ bông, sinh trưởng phát triển khá tốt. Tuy nhiên hiện nay, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng chính gây hại lúa là sâu cuốn lá nhỏ lứa 1, lứa 2, bệnh đạo ôn gây hại lá lúa, cổ bông, chuột, rầy lưng trắng. Trước tình hình sinh vật hại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tranh thủ trời nắng, khô ráo, hướng dẫn nông dân phun thuốc đúng chủng loại, liều lượng, phòng trừ hiệu quả các sinh vật gây hại, giữ vững năng suất, sản lượng lúa vụ xuân. Thăm một số mô hình trồng ổi lê ruột đỏ tại cánh đồng vua, khu dân cư Nam Sơn, mô hình trồng khoai sọ tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, mô hình trồng thử nghiệm cây chanh leo theo nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến đánh giá cao hiệu quả kinh tế của các mô hình, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, dám nghĩ, dám làm, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương và thành phố. Đồng chí cũng lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan chuyên môn cần bám sát các mô hình để kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, giống, để các mô hình yên tâm, tập trung phát triển sản xuất. Ngoài ra, các hợp tác xã, người nông dân trong quá trình sản xuất nếu gặp khó khăn vướng mắc thì cần liên hệ với các cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp mới đây của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 đã nêu rõ, cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới phòng chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Trong giai đoạn mới, cả nước cần vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân. Cần thực hiện chủ trương ngăn chặn triệt để dịch bệnh từ bên ngoài, dập dịch bên trong, tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh vào nước ta và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ cao với hình thức cách ly linh hoạt nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện ca bệnh để cách ly điều trị hiệu quả, sử dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch, vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân. Cùng với đó thì tiếp tục thực hiện cách ly xã hội ở các khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh sinh viên đi học trở lại. Cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước, tổ chức tốt việc kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Quan điểm của chính phủ đã rõ, cả nước sẽ thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh. Cuộc chiến chống dịch bệnh sẽ dài hơi hơn và chúng ta vừa phải phòng chống, cảnh giác với dịch bệnh, vừa phải phục hồi, tăng trưởng kinh tế, mà trước hết là hoạt động giao thông vận tải. Sau hơn 3 tuần tạm dừng hoạt động, từ sáng nay, hoạt động vận tải khách tuyến cố định tại Hải Phòng, trong đó bao gồm cả vận tải khách nội tỉnh và liên tỉnh, đã được phép hoạt động trở lại, nhưng với những quy định cụ thể. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo đó, các tuyến cố định nội tỉnh hoạt động bình thường, các tuyến đi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động 30% số chuyến, các tuyến đi các tỉnh thành phố còn lại là 50%. Các chuyến xe bảo đảm chở dưới 50% số ghế và không quá 20 khách một chuyến. Ghi nhận tại các bến xe trong sáng nay, lượng hành khách về bến đi xe không lớn và không tập trung, một phần do tâm lý còn e ngại dịch bệnh, mặt khác là do các quy định hạn chế tần suất xuất bến và lượng khách trên mỗi chuyến xe.
Đối với hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cho phép chạy là 30% công suất. Thế thì đối với hai thành phố lớn này thì hiện nay là bến xe chưa tổ chức chạy vì hãng xe Hải Âu thì đang chuẩn bị để cho chạy. Hiện nay hôm nay là chưa chạy. Thế còn đối với các cái tuyến khác thì chúng tôi lác đác đã có một số xe chạy, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái yêu cầu là một xe chạy thì không quá 50% ghế xe và trên xe cũng không quá 20 hành khách trên xe. Theo ban quản lý các bến, đến chiều nay cơ bản các tuyến vận tải khách cố định đều đã hoạt động trở lại. Cùng với tổ chức vận tải khách, ban quản lý các bến duy trì nghiêm túc các quy định về phòng dịch nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, đội ngũ lái phụ xe và hành khách. Tôi là hành khách đi Hải Phòng Nghệ An thì rất vui là hôm nay bến đã hoạt động trở lại và bến cũng tuân thủ đúng quy định của nhà nước giao là rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đối với ban quản lý bến chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi vẫn duy trì công tác phòng chống dịch, duy trì nghiêm công tác phòng chống dịch. Tất cả các cái hành khách đến bến thì đều được nhắc nhở đeo khẩu trang bắt buộc, cộng với cái việc mà đo kiểm tra thân nhiệt và ghi thông tin hành khách lại. Đối với các xe thì trước khi vào xếp khách thì cũng phải thực hiện nghiêm với công tác phòng chống dịch là phun khử khuẩn khử trùng và thực hiện nhắc nhở hành khách ngồi giãn theo quy định. Cùng với hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, các loại hình vận tải khác như vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng, xe buýt, xe taxi, vận tải khách bằng đường thủy nội địa từ Hải Phòng đi Cát Bà, các bến đò, phà nội tỉnh, liên tỉnh cũng được phép hoạt động trở lại. Từ 0 giờ đêm qua, tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào thành phố đã được dỡ bỏ sau hơn 3 tuần hoạt động. Giao thông trên các tuyến khá ổn định. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những ngày qua, một số hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch nối lại các đường bay ngay sau khi lệnh cách ly xã hội hết hiệu lực. Nhiều hãng đã tăng cường khuyến khích khách hàng sử dụng chức năng check-in và làm thủ tục trực tuyến qua website để tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm thiểu việc tiếp xúc gần để phòng dịch. Tại Hải Phòng, một số chuyến bay thương mại chuyến Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đã được khai thác trở lại tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào tối qua khi chuyến bay đầu tiên được nối lại. Tôi đang có mặt tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi và đây là những hành khách trên chuyến bay VN1184 thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng, là chuyến bay đầu tiên được khai thác tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi sau hơn 20 ngày tạm dừng theo chỉ đạo của chính phủ. Theo ghi nhận thì 100% hành khách đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, được phát tờ khai y tế, đo thân nhiệt. Trong trường hợp có bất thường thì trung tâm kiểm dịch quốc tế sẽ mời hành khách vào một khu vực riêng để thực hiện các bước theo quy định. Theo như văn bản 3036 của Ủy ban Nhân dân thành phố vừa mới ban hành, thì đối với trạm kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi vẫn thực hiện việc khai báo và kiểm soát đối với tất cả những hành khách tới đây. Việc khai báo y tế này thì có khó khăn gì với mình không ạ? Không có gì khó khăn cả. Thì cái này cũng tốt cho người dân. Tôi biết là cái thứ hai là có điền thông tin sẵn đấy, mình chỉ việc điền thôi đấy. Việc di chuyển bằng máy bay ở thời điểm này thì chị cảm thấy có an toàn không ạ? Và ở trên chuyến bay thì họ sắp xếp chỗ ngồi như thế nào? Mình vô cùng an toàn bởi vì là trên chuyến bay thì là quản lý sắp xếp là ngồi giãn cách hàng ghế, mỗi một khách là giãn cách một hàng ghế. Tuy nhiên, thông thường thì sẽ có khoảng hơn 100 khách của mỗi chuyến bay thực hiện thủ tục khai báo một lúc, dẫn đến việc ùn ứ và khó duy trì được khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Cũng trong ngày hôm nay có thêm một chuyến bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác. Tại khu vực cửa ra sân bay thì việc giữ khoảng cách được cải thiện tốt hơn. Việc dừng khai thác bay hơn 20 ngày đã khiến cho nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, nhưng bên cạnh đó thì tần suất của các chuyến bay lại chỉ còn khoảng từ 20 đến 30% so với thời điểm trước. Giá vé máy bay mỗi chặng Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại đều có giá khá là cao so với thông thường, ít nhất là khoảng hơn 3 triệu đồng một vé cho tới 5 triệu đồng một vé. Em phải lùi thời gian từ hôm có đợt giãn cách đầu tiên là hết ngày 15 á, sau khi có lệnh của Thủ tướng là lùi lại đến ngày 22 và em có chuẩn bị tinh thần sẵn để mua vé rồi. Em mua vé chuyến bay này nếu mà mua sau lệnh là giá là 5 triệu.
Trong ngày đầu tiên này thì có 2 chuyến bay được khai thác tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, còn ngày 24 tháng 4 thì sẽ có 4 chuyến bay được khai thác tại đây. Tần suất các chuyến bay được khai thác tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ được thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phố cũng như là tùy vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để vừa phòng chống COVID-19 hiệu quả, vừa tạo điều kiện để vận tải hàng không phục hồi, đồng thời giúp các hãng hàng không giảm bớt một phần gánh nặng chi phí, tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất cho phép các đơn vị ngành hàng không được giảm thuế và giãn thời hạn nộp thuế cho toàn bộ các nghĩa vụ về ngân sách phát sinh từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. Nếu được phê duyệt thì đây chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố đã trở nên thông suốt hơn khi bắt đầu từ 0 giờ hôm nay 24 tháng 4. Tất cả các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố đã chính thức dừng hoạt động. Điều này cũng đồng nghĩa việc đi lại lưu thông của người dân đã được khôi phục bình thường trở lại. Phóng viên thời sự cũng đã có mặt tại một số chốt điểm đúng vào thời điểm lệnh dỡ bỏ chính thức có hiệu lực để ghi lại những giờ phút ý nghĩa này. 30 phút ngay trước khi lệnh dỡ chốt chính thức có hiệu lực, các thành viên của chốt kiểm soát phía sau trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhánh xuống đường 356 quận Hải An vẫn thực hiện những thao tác thường lệ, dừng xe, kiểm tra y tế đối với người và phương tiện ra vào thành phố. Sau khi những hành khách cuối cùng hoàn thành tờ khai y tế, các thành viên của chốt kiểm soát cũng nhanh chóng hoàn tất những công đoạn cuối cùng để khóa sổ theo dõi. Mọi khâu chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Bây giờ là 0 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2020. Theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tôi cầu các đồng chí rút quân, tháo hàng rào. Ngay sau hiệu lệnh, những chiếc rào chắn barrier nhanh chóng được dỡ bỏ. Các phương tiện lưu thông bình thường trở lại, đánh dấu một sự thay đổi đặc biệt ý nghĩa. Nhịp sống hàng ngày của người dân đã cơ bản được khôi phục sau nhiều ngày thực hiện giãn cách. Còn đối với những người lính đã gắn bó với nhiệm vụ gác cổng, bảo vệ thành phố an toàn trước dịch bệnh suốt một tháng qua, niềm vui được trở về với đơn vị, với gia đình sau một thời gian dài trực chốt, còn xen lẫn với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng tôi làm cái nhiệm vụ mà cho đến giờ phút này, thành phố không có một cái ca nhiễm bệnh dương tính, là bản thân chúng tôi là rất là coi như là vui mừng và phấn khởi. Thì chúng tôi cảm thấy là trong cái ngày mà chúng tôi làm việc nó như vậy thì cho đến giờ phút này nó đã trả lời bằng cái kết quả rất là khả thi, và cũng đó là một coi như là trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đến hôm nay thì anh em cũng hết sức là vui mừng trải qua một cái thời gian chống dịch lâu như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vui vì công sức của anh em cũng góp phần một phần vào cái công cuộc chống dịch của thành phố. Đến thời gian mà chia tay nhau rồi thì anh em cũng nhiều cô gái cũng là bồi hồi đấy, quá trình là cũng là công tác và gắn bó với nhau trong thời gian vừa rồi, mặc dù là cũng không muốn thời gian kéo dài đâu, nhưng anh em nhiều cái là cũng bâng khuâng, là cũng có cái lưu luyến. Nhìn lại gần một tháng thành phố triển khai 6 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố, mỗi chốt với sự tham gia của các lực lượng công an, quân sự, y tế, thanh tra giao thông trực liên tục 24/24 giờ, kiểm soát y tế chặt chẽ từng trường hợp, phương tiện ra vào thành phố, đã phát huy tốt vai trò là tấm lá chắn, phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Họ cũng là những lực lượng trực tiếp đối mặt với nhiều nguy cơ nhất. Thế nhưng, chưa bao giờ coi đó là lý do để chùn bước. Suốt một tháng qua, những chiến sĩ nơi tuyến đầu vẫn luôn hướng đến mục tiêu cao nhất, bảo vệ thành phố, an toàn trước dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì anh em cũng xác định là cái việc chống dịch thì cũng là cái việc cấp thiết, cái việc là anh em phải ưu tiên hàng đầu. Và ngoài ra thì cũng được nhận được sự động viên của mọi người, cũng như lãnh đạo đơn vị, cũng như là thành phố, những người thân, gia đình và những bà con nhân dân. Và đấy cũng là cái động lực to lớn để giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Để đi đến thắng lợi cuối cùng trong trận chiến với dịch bệnh vẫn còn tiếp tục ở phía trước. Trước những trọng trách mới, ở họ vẫn luôn vẹn nguyên một tinh thần, sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Cũng thực hiện theo chỉ đạo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn 3036,
từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 thì 100% công chức, viên chức, cán bộ, người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố trở lại làm việc bình thường, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp công dân theo quy định. Các biện pháp cần thiết về phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, ghi nhận tại quận Hồng Bàng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại quận Hồng Bàng. Công dân đến làm thủ tục hành chính đều được đề nghị đeo khẩu trang và dùng nước sát khuẩn. Sáng nay, cán bộ công chức phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại bảo đảm quân số 100%. Mặc dù các biện pháp phòng chống dịch đã được nới lỏng, song tất cả công chức, viên chức đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc và không tập trung đông người. Các thủ tục hành chính và lịch tiếp công dân được giải quyết nhanh chóng theo quy định. Tôi cũng được biết là ngày hôm nay thì là được đến các cái cơ quan công quyền trong thành phố đã tổ chức làm việc và với số lượng là 100% các cái cán bộ tiếp công dân tại phòng một cửa. Tôi cũng đến thực hiện cái hành công việc của người dân thì cũng thấy các bộ phận một cửa làm việc đông đủ các cái cán bộ công chức tiếp viên để tiếp dân đầy đủ và cũng thực hiện sát khuẩn và cũng nhắc nhở người dân thực hiện các cái biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn. Cùng với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận Hồng Bàng, các phường trên địa bàn quận cũng thực hiện nghiêm công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, trong đó tạo mọi điều kiện cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Tại phường Minh Khai, địa phương đã trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và các thông tin liên quan đến phòng chống dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố và quận, ngay ngày hôm qua, ngày 23 tháng 4, toàn thể cán bộ công chức của phường Minh Khai đã đi làm và đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc một cách thông suốt, đầy đủ. Vì là cái thời gian nghỉ giãn cách cũng khá là dài, cho nên là cái thủ tục hôm qua hầu như là các thủ tục là đều mọi người lên rất là đông. Và nói chung là tất cả các yêu cầu của người dân và khách hàng là đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là những nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn. Trong đó yêu cầu các sở, ban ngành, các đoàn thể, các cấp chính quyền và doanh nghiệp hạn chế cán bộ công chức, người lao động đến cơ quan làm việc, tăng cường làm việc qua mạng, qua điện thoại, chỉ đến cơ quan giải quyết các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch và các việc cấp bách khác. Đến nay, sau một thời gian giãn cách xã hội, 100% công chức, viên chức, cán bộ, người lao động đã trở lại làm việc bình thường, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp công dân theo quy định. Ngoài đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách và tránh tập trung đông người, quận Hồng Bàng cũng chỉ đạo các phường tăng cường tuyên truyền đến nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin, giám sát giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bắt đầu từ hôm qua, hệ thống cửa hàng buôn bán kinh doanh trên thị trường Hải Phòng đã chính thức mở cửa trở lại phục vụ nhân dân thành phố. Có lẽ sự xuất hiện của hàng quán cũng như là hoạt động kinh doanh sôi động trên các tuyến phố khiến cho chúng ta cảm nhận rõ hơn cuộc sống sinh hoạt của người dân đang dần ổn định trở lại. Phóng viên thời sự đã ghi lại không khí trên các tuyến phố tại Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu cũng sẽ được phép mở cửa kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực kinh doanh của mình. Bắt đầu từ sáng hôm qua, nhiều quán cà phê, quán ăn, cửa hàng quần áo, nội thất hay vật liệu xây dựng đã đồng loạt mở cửa trở lại. Không khí trên các tuyến phố trở nên tấp nập đông vui hơn so với nhiều ngày trước đây. Hầu hết các cửa hàng đều được lau dọn, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, sẵn sàng mở cửa đón khách. Người dân tỏ ra rất phấn khởi sau khi các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch đã được nới lỏng. Trong 15 ngày qua mà về dịch COVID ấy phải đóng cửa thì cửa hàng rất là gặp nhiều khó khăn. Về kinh tế, tôi rất vui và thành phố đã dập được dịch, tôi đã được quay trở lại bán hàng, cuộc sống lại sinh hoạt bình thường. Trong thời gian vừa rồi thì toàn xã hội cách ly, không riêng Hải Phòng cũng vậy, nên hôm nay được dỡ bỏ cách ly xã hội thì người dân chúng tôi, nhất là hộ kinh doanh chúng tôi rất phấn khởi. Và nhất là thành phố Hải Phòng vừa rồi đạt cái thành tựu rất là lớn trong vấn đề chống dịch COVID này. Đến ngày hôm nay thì nói chung là mọi người dân rất là phấn khởi, được coi như là
trở lại cái không khí bình thường như này. Tuy nhiên, đi cùng với việc nới lỏng các biện pháp cách ly, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở kinh doanh và nơi công cộng vẫn là điều bắt buộc. Người dân phải tiếp tục đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn bằng nước rửa tay, thực hiện giãn cách 2 mét và không tụ tập quá 20 người. Các cửa hàng phải áp dụng những biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên vệ sinh cơ sở kinh doanh, nhắc nhở khách hàng giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, thành phố Hải Phòng đã có những thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Và trong thời gian tới, khi các biện pháp về phòng chống dịch bệnh tiếp tục được nới lỏng, người dân vẫn cần nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc đi lại của người dân trong 2 ngày qua đã bắt đầu trở lại bình thường. Các cửa hàng cũng được mở cửa kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng, thì một bộ phận người dân và các cơ sở kinh doanh thì dường như lại xuất hiện tâm lý chủ quan trong việc thực hiện những biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, trên các tuyến phố lớn của thành phố, các cơ sở ăn uống, quán cà phê đã ồ ạt mở cửa trở lại. Trong những ngày đầu được phép mở cửa hoạt động, các cơ sở này đã thu hút rất đông người dân đến mua bán, ăn uống. Tuy nhiên, nhiều người lại không thực hiện những quy định về phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, ngồi sát nhau, vẫn còn tụ tập đông người. Tuy Hải Phòng vẫn đang an toàn trước dịch, nhưng ý thức chủ động phòng chống dịch của nhân dân vẫn là điều cần được chú trọng trong thời điểm hiện nay. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ. Doanh thu thấp hoặc không phát sinh doanh thu đang tác động không nhỏ đến doanh thu thuế ngoài quốc doanh. Trong điều kiện khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang tìm mọi biện pháp như tiết giảm mặt này, gia tăng ở những mặt khác, cùng với hy vọng nhận được các gói hỗ trợ của chính phủ để có thể khôi phục lại sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Công ty này là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong cả nước khi đưa nguyên liệu vàng vào trang trí họa tiết, được đánh giá cao về thẩm mỹ và chất lượng. Tuy nhiên, tác động của dịch COVID-19, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Hiện nay, dòng tiền của doanh nghiệp đang nằm trong hàng hóa, nguyên vật liệu, sự lưu chuyển hàng hóa ngưng trệ, khiến cho dòng vốn đầu tư vào sản xuất bị ứ đọng, trong khi các chi phí vẫn phải chi trả. Khó khăn là vậy, nhưng công ty vẫn chưa thể tiếp cận với các gói hỗ trợ của chính phủ. Công ty vẫn phải là tổ chức luân phiên để cho người lao động làm việc. Mặc dù cái sản phẩm trong cái thời điểm hiện tại là không xuất đi được, doanh nghiệp mong ngóng các cái gói hỗ trợ của chính phủ thì là hỗ trợ đến các doanh nghiệp về dòng tiền và để trả lương để có thể giải quyết được cái khó khăn trước mắt. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các nhà hàng, quán ăn tạm thời đóng cửa không chỉ khiến sản lượng một số ngành như rượu, bia, nước giải khát bị giảm sút, mà việc tiêu thụ các sản phẩm như thủy, hải sản, nông sản cũng gặp khó khăn, dẫn đến hàng vạn lao động khu vực kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp cho biết do bị tác động kép, việc kinh doanh thời gian tới vẫn khó khăn khi chính phủ thực hiện các biện pháp nới lỏng hoặc bỏ biện pháp cách ly xã hội. Chúng tôi đã phải cho nghỉ nhân viên 100%, nhưng vẫn phải cho người trông coi, bảo vệ, ăn lương và một số người xa địa phương người ta không về được là phải nuôi cơm rồi là cho ăn nghỉ tại chỗ, và một số người thì vẫn phải chủ chốt, vẫn phải trả lương cho người ta là từ 3-50% để đảm bảo cái quân số sau khi hết dịch thì mình mới mở lại nhà hàng được. Chính sách nhà nước ra nhưng mà với doanh nghiệp chưa tiếp cận được các cái nguồn vốn của nhà nước mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Báo cáo thống kê cho thấy tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 3 đã giảm 5,4% so với tháng trước. Dịch bệnh đã khiến nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế và các hàng hóa thiết yếu tăng cao, nhưng đối với những hàng hóa khác lại giảm mạnh. Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Lê Chân, Dương Kinh, qua rà soát, có đến 90% doanh nghiệp ngoài quốc doanh bị tác động bởi dịch COVID-19, nằm trong diện giãn hoãn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ các doanh nghiệp theo Nghị định 41 của Chính phủ thì các doanh nghiệp mà được giãn hoãn là 2.374 doanh nghiệp, trên khoảng trên 90% là được giãn hoãn. Đối với tiền thuê đất thì chi cục cũng đã xác định là có 76 doanh nghiệp trên 177 doanh nghiệp là thuê đất là cũng được giãn hoãn trong theo cái Nghị định 41 của Chính phủ. Tuy nhiên thì đối với này là công tác thu ngân sách ở trên địa bàn và nhất là đối với lại cân đối cho các quận huyện để coi như là thực hiện cái nhiệm vụ chi thì chi cục cũng đã chỉ đạo nhất là ba đội kiểm tra và đội chức bạ để làm sao động viên doanh nghiệp.
khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các cấp, các ngành, địa phương cần vào cuộc tích cực hơn để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng. Cùng với đó, việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch. Sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật về dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay. Sau hơn một tuần không phát sinh ca mắc COVID-19 mới, tính đến 19 giờ hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 270 ca. Đây đều là những du học sinh từ Nhật Bản được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trên cả nước, số người khỏi bệnh tính đến nay là 225 người, chiếm trên 83% bệnh nhân. Hiện còn 45 người đang điều trị. Tại Hải Phòng, vẫn chưa có ca mắc COVID-19 nào. 428 trên 428 trường hợp nghi nhiễm đến nay đã cho kết quả âm tính. Toàn thành phố 3 ngày liên tiếp không có ca nghi nhiễm. Hiện có 2.438 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly cũng đã có kết quả âm tính. Số trường hợp cách ly tại cơ sở tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là 107 người, trường quân sự thành phố 113 người, số cách ly tại nhà là 1.142 người. Cũng tính đến 19 giờ hôm nay, trên thế giới, số ca mắc bệnh đang là 2.745.786 ca, 191.806 người đã tử vong. Tiếp tục chương trình thời sự với một số thông tin khác. Sau thời gian thi công khẩn trương, bảo đảm an toàn, tiến độ và chất lượng, sáng nay dự án tuyến cáp treo Cát Hải Phú Long được vận hành thử và chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng cáp treo cho chủ đầu tư. Đây là những công đoạn cuối cùng trước thời điểm chuẩn bị cho lễ khánh thành dự án trên vào dịp 13 tháng 5 tới. Không chỉ là dự án trọng điểm của thành phố được khánh thành nhân kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, mà sau khi đưa vào sử dụng, tuyến cáp treo trên còn được kỳ vọng đánh thức tiềm năng du lịch Cát Bà, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thời gian đi cáp treo từ ga Cát Hải đến ga Phú Long khoảng 8 phút. Các chuyên gia nước ngoài đang hiệu chỉnh tốc độ cho phù hợp với đặc thù của tuyến cáp treo vượt biển. Từ trên độ cao của trụ cáp T2 cao nhất, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo Cát Hải cũng như phong cảnh kỳ vĩ của quần đảo Cát Bà. Với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dự án tuyến cáp treo Cát Hải Phú Long do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Cát Bà làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 204.000 m2 tại hai xã Đồng Bài và Phú Long của huyện Cát Hải. Đây là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài gần 4 km, có trụ cáp treo cao nhất thế giới 214,8 m và được thi công theo công nghệ xây dựng cáp hàng đầu của Thụy Sĩ và Áo. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, tuyến cáp treo Cát Hải Phú Long sẽ đạt những kỷ lục thế giới về độ cao của trụ cáp trên 200 m, công suất 5.500 khách một giờ và độ dài toàn tuyến từ Cát Bà là 21 km. Khi đi vào hoạt động, tuyến cáp treo trên sẽ phát huy tối đa giá trị đặc biệt về cảnh quan của quần đảo Cát Bà, danh thắng quốc gia đặc biệt. Những hạng mục cuối cùng tại hai nhà ga đi và đến nằm trong dự án tuyến cáp treo Cát Hải Phú Long đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công với tiến độ nhanh nhất. Chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành dự án, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào dịp 13 tháng 5 tới. Nằm trong số các dự án công trình dự kiến tổ chức khởi công khánh thành động thổ trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, tòa nhà chung cư cao tầng HH4 Đầm Quốc Bình đang thực hiện vệ sinh công nghiệp toàn bộ dự án, chuẩn bị hoàn tất những công việc cuối cùng để bàn giao cho thành phố, khánh thành và đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch. Dự án xây dựng chung cư HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền được bắt đầu xây dựng từ tháng 3 năm 2018 với quy mô 29 tầng trên diện tích hơn 4.500 m2. Công trình được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Để thực hiện dự án này, thành phố di rời giải tỏa toàn bộ chung cư D1 và một phần các chung cư D3, D5, D7, phường Đồng Quốc Bình, di chuyển 150 hộ dân đến nơi tạm cư để giải phóng mặt bằng thi công công trình. Thời điểm này, công trình chung cư HH4 đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiến hành vệ sinh công nghiệp toàn dự án, bảo đảm công trình sau xây dựng được sạch sẽ, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng để bàn giao cho thành phố. Mặc dù cái thời gian vừa qua cũng ảnh hưởng rất nhiều của cái dịch Covid, nhưng mà chúng tôi cũng khi có thể có đủ điều kiện để thi công thì là chúng tôi đã tập trung rất là đông đúc cán bộ đi kiểm tra, rà soát lại những cái đã lắp đặt và công tác tổng vệ sinh toàn bộ dự án để làm sao mà kịp được cái ngày kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện được khoảng 99% tất cả công việc.
Công trình chung cư HH4 có 29 tầng và một tầng hầm, trong đó tầng hầm để sử dụng đỗ xe và các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Tầng 1 là khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà gửi trẻ. Tầng 2 là nơi đỗ xe và không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 3 đến tầng 28 là khu căn hộ với 28 căn mỗi tầng. Tầng 29 là tầng mái và hệ thống kỹ thuật. Tòa nhà có tổng số 728 căn hộ, có diện tích từ 48 đến 55 m2 với đầy đủ tiện nghi. Mỗi căn hộ đều có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp, được thiết kế hợp lý thoáng mát. Tòa nhà có 10 thang máy, trong đó có 8 thang chở người và 2 thang chở hàng. Bên ngoài là khuôn viên cây xanh, khu vui chơi, tạo sự đồng bộ hiện đại của công trình. Việc hoàn thành và bàn giao dự án chung cư HH4 vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân sống trong chung cư cũ trước đây được quay trở về ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội, chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng hình ảnh thành phố Hải Phòng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ C. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh.